siêu sáng, siêu tiết kiệm, siêu thông minh. Đèn pha năng lượng mặt trời đầu tư một lần, sử dụng mãi mãi. Chiếu sáng mọi lúc, mọi nơi với đèn pha năng lượng mặt trời của Hải Dương Solar. Được làm bằng nhôm nguyên khối dày dặn, giúp chiếc đèn trở nên cứng cáp bền lâu. Ngoài ra, đèn còn được trang bị tấm kính chịu lực, chống nước tuyệt đối theo tiêu chuẩn IP67, chống chọi với mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Bóng LED có nhiều ưu điểm nổi trội như tuổi thọ cao, hiệu suất chiếu sáng xấp xỉ gấp 15 lần bóng đèn sợi đốt và khả năng tiết kiệm điện năng, tăng thời gian chiếu sáng và thời gian sử dụng. Sản phẩm có thể phục vụ mọi nhu cầu chiếu sáng cần thiết đối với mỗi gia đình, các căn hộ chăn nuôi hay doanh nghiệp. Các tấm pin quang điện được gắn trực tiếp tại mặt trên của đèn để thu năng lượng ánh sáng và chuyển hóa thành điện năng. Điện năng được chuyển hóa sẽ được tích trữ vào pin ở bên trong đèn, tự động bật sáng khi trời tối và tự tắt vào ban ngày. Lắp đặt dễ dàng với đầu nối phổ thông khi muốn lắp đặt trực tiếp vào cột sẵn có tại nhà. Cũng có thể dễ dàng bắt vít mà không cần dùng tới cán đèn bán kèm từ nhà sản xuất. Ngoài ra, khi mua sản phẩm bạn còn được tặng kèm bộ ốc vít tiện lợi. Một chú ý quan trọng dành cho khách hàng đó chính là đèn có thể tháo mở dễ dàng để thay thế linh kiện khi gặp sự cố hoặc có thể lau sạch mặt kính bên trong sau quá trình sử dụng lâu ngày. Nhận một đổi một trong một năm đầu và được bảo hành trong vòng 3 năm tại Hải Dương Solar. Nhanh tay comment số điện thoại hoặc gọi trực tiếp về số hotline 0868 445 939 hoặc số Zalo 0339 701 974 để được đặt hàng. Chúc các bạn tìm được sản phẩm ưng ý nhất.